ngày 9 tháng 3. Hôm nay, lịch Roma hiện hành mừng lễ Kinh Thánh Nữ Francisca Roma. Bởi cuốn sách này có ý soạn cho các bạn trẻ, nên chúng tôi cũng thêm vào đây tích truyện Thánh Damien Savio, được các bạn trẻ rất yêu chuộng, mà lễ kính Ngài mừng vào ngày 9 tháng 3 theo lịch cũ kính các thánh. Thánh Francisca Roma. Thánh nữ Francisca Roma sinh năm 1384. Song thân của Ngài là những người giàu có, nhưng họ đã dạy cho Francisca biết quan tâm đến tha nhân và sống đời Kitô hữu tốt lành. Francisca là một cô bé thông minh lanh lẹ. Francisca cho cha mẹ biết khi lên 11 tuổi sẽ đi tu. Nhưng thay vào đó, họ lại khuyến khích Francisca nghĩ tưởng đến chuyện kết hôn. Theo truyền thống, họ chọn cho Francisca một thanh niên trẻ tốt lành làm chồng. Khi ấy, Francisca chỉ mới được 13 tuổi. Thánh nữ Francisca và người chồng của Ngài, ông Lorenzo Bonziano, đã say mê tha thiết yêu nhau. Dù cho cuộc hôn nhân được sắp đặt, họ đã sống đời đôi đạt thật hạnh phúc bên nhau suốt 40 năm. Lorenzo rất khâm phục người vợ và người chị họ Vanoza của mình. Cả hai cùng cầu nguyện hàng ngày và làm các việc sám hối cho giáo hội của Chúa. Lúc ấy, giáo hội đang gặp nhiều thử thách gian truân. Francisca và Vanoza cũng thăm viếng người nghèo, chăm sóc những người đau ốm. Họ mang lương thực và củi đốt cho những người cần dùng. Các phụ nữ giàu có khác được gợi hứng bởi gương sáng của họ, cũng hy sinh đời sống mình và phục vụ nhiều hơn. Francisca lợi dụng mọi dịp để tăng trưởng đời sống cầu nguyện. Thánh nữ thực sự sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và mẹ Maria trong cuộc đời của Ngài. Thánh nữ Francisca và Lorenzo là những người giàu lòng, từ bi, trắc ẩn. Các ngài biết phải chịu đau khổ là thế nào. Các ngài đã mất 2 trong 3 người con vì cơn bệnh dịch. Điều này làm cho các ngài dễ nhạy cảm hơn trước những tình cảnh khó khăn của dân nghèo. Trong suốt những cuộc chiến giữa giáo hoàng hợp lệ và các giáo hoàng đối cử, Lorenzo đã dẫn dắt những đạo quân bảo vệ Đức Giáo Hoàng đích thực. Đang lúc chiến đấu tại xa trường, các kẻ thù của Lorenzo đã cướp phá tài sản của Ngài. Hầu vậy, Francisca cũng thu quén được một phần ngôi biệt thự của gia đình đã bị hư hỏng và dâng cho bệnh viện sử dụng. So sánh những khó khăn xảy đến cho gia đình của Francisca Roma, thì những cư dân sống trên đường phố vẫn hoạn nạn, túng bẩn hơn rất nhiều. Sau đó, Lorenzo bị thương, trở về nhà và được chính người vợ yêu quý của mình chữa trị. Ông qua đời năm 1436. Thánh Francisca Roma dùng 4 năm còn lại của đời mình sống trong hội dòng mà Ngài đã giúp thành lập. Thánh nữ Francisca Roma mất ngày 9 tháng 3 năm 1440. Ngài được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 5 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1608. Thánh nữ Francisca Roma thật hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Ngài nhận biết được cách tốt nhất để chứng tỏ tình yêu là cầu nguyện cho giáo hội. Những cách khác là trông nom chăm sóc gia đình và quan tâm đến những người nghèo khổ. Chúng ta hãy nài xin Thánh Francisca Roma giúp chúng ta biết cách thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu và giáo hội của Chúa.